việc chào quý vị và các bạn thân mến à, việc còn mấy món đồ linh tinh thanh lý cho quý vị nha thì uh, quý vị nào có nhu cầu thì uh, xem kỹ video clip và mọi chi tiết mua hàng quý vị và các bạn vui lòng liên hệ qua 0963 72 1519 và số đó cũng là số Zalo của việc ha. quý vị có thể kết bạn Zalo và nhắn tin cho việc mỗi khi quý vị gọi không được và phương thức mua hàng thì quý vị nào chuyển khoản trước việc bán trước nha không ship COD đó. thì uh, như vậy thì cho nhanh gọn lẹ. Đó. Đầu tiên thì uh, việc giới thiệu đến quý vị và các bạn một cái um, cái cặp vỏ thùng của sân xui. Thì cặp vỏ này quý vị vừa chơi vừa trưng bày rất là đẹp. Cặp vỏ này chiều ngang là 38, sâu là 32, cao là 66 nha quý vị. Thùng lưới mặt võng. Thì uh, cái uh, cặp vỏ này là bát 30 bát 30 lo chung cái đường kính lo chung này là 12 13 bắt được ha thì cái đường lọt lòng này cái lỗ lọt lòng này là 11 ở đây là nó cái lỗ lọt lòng 5,5 quý vị có thể phép theo ý của mình còn ở đây là bát 30 hoặc là bát 29 bắt vẫn được bát 31 32 bắt được luôn nha quý vị vợ bạn đó thì cái bên đây á, là việc đẩy lại để uh, cho quý vị và bạn biết là khi mà cái lo mình uh, đầy lại là uh, cái hình thức nó như thế nào. Đó. Đồ này thùng gỗ lạng nha quý vị và các bạn. Đó. Thùng thì đẹp, này về quý vị à, lau bụi là chơi thôi, là gắn lôi vào chơi. Đó. Thì à, bên đây thì có cái bộ phân tầng á, vẫn chưa tháo ra. Ừ. Thì à, bán cái vỏ không cho quý vị và các bạn với cái vỏ đẹp. Thì à, giá là 3 triệu đồng, chưa bao gồm cái phí à, vận chuyển nha quý vị rồi đây có mấy bộ phận tầng uh, chia sẻ cho quý vị luôn rồi dây lo nữa nè đây là dây lo nhật đó, dây lo nhật ruột uh, cỡ bằng đồ đũa ăn vậy đó ruột rất là to bộ dây này là mỗi một bên là dài 2 m chín uh, giá của nó là 2 triệu đồng đó. thì uh, quý vị và các bạn uh, hỏi tại sao mà nó mắc thì quý vị dây này là không bao giờ có dây giả dây nhái và hồi xưa người ta làm thì chất lượng chủ yếu là người ta là làm người ta lấy chất lượng chứ không phải lấy số lượng như bây giờ là làm để lấy số lượng cái dây lo bây giờ nó toàn là dây giả dây nhái việc dây nào mà dây bãi thì xài còn không phải dây bãi thì không xài tại vì mình không có tiền mình gỡ tới những cái sợi dây mà vài chục triệu thì mình xài dây bãi cho nó chắc còn dây hai ba triệu đó là toàn là dây mới sản xuất thôi và nó sản xuất theo cái số lượng chứ không còn chất lượng như xưa nữa như cái dây này quý vị thấy tủ đợi đời sáu bảy chục năm rồi đó mà đồng người ta còn rất là đẹp sáng giới luôn đó. rồi cái cặp dây bán 2 triệu bộ phân tầng của sân xôi ba đường tiến bát 28 đổ về nha quý vị và các bạn xài bát 28 đổ về ba đường tiếng thì cái này nó có một cái volume chỉnh màu vàng một à, bát hai bát 28 trở về và một chung một chép đây là nguyên bộ của nó nè về vị bắt à, vào thùng và chơi thôi Đó. xin toàn bộ cho quý vị và các bạn nha cái bộ này nè thấy vậy chứ to lắm nha cái, gan tay, cái bộ này thì à, việc chia sẻ cho quý vị và các bạn là một triệu hai một triệu hai bao ship nha rồi tiếp, tiếp tục là cái bộ bên đây của cửa của xăng xôi của xăng xôi nó có luôn cái chạm lo nè thì bộ bên đây là bát 25 26 27 đổ về bát từ 27 đổ về thì cũng là ba đường tiếng ở đây nó có hai volume để tăng tiếng uh, chung và tiếng chép nè hai volume như thế này Đó. 60W 8 ohm in xe băng ừ. thì à, uh, cái bộ này á uh, là 1 triệu bộ này 1 triệu 3 đó. rồi tiếp tục là bên này là bộ của biêu nưa bộ biêu nưa này dây quá đẹp luôn nha quý vị dây ruột to đẹp mỗi bên nó có hai volume một để tăng cho tiếng trung và tiếng chép luôn bộ này 1 triệu 8 1 triệu 8 ở đây thì có hai bộ của xăng xui hai bộ của xăng xui bộ này á, thì uh, giá 1 triệu tư ba đường tiếng một bát 30 một chung một chép hoặc là hai chung uh, hai chung hay chép thì tùy quý vị và bạn gắn gắn được hai chung hay chép nha còn bộ bên đây là 1 triệu 500 thì cũng là ba đường tiếng bát 30 có volume tăng tiếng uh, chung và tiếng chép nha quý vị và các bạn rồi tiếp tục là cu cụ cầu trước đi ha cặp cầu này á à, vì cũng đã đo kích thước nhiều rồi giờ mình đo lại đi giới thiệu mấy video clip mà mà chưa bán được cặp cầu này rồi chiều sâu là 18 chiều cao là 8 và ngang là ngang là 14 rồi cái cầu này á à, thì à, nó sản xuất khác năm không trùng seri cho nên một cái trắng một cái đen rồi đơn giản vậy thôi còn về kích thước thì nó giống nhau Và mã số nó giống nhau luôn đó, Vô lan can nè, còi bằng gan nha phần 100% 3 triệu Cặp này 3 triệu nha quý vị Rồi, tiếp tục Đây là một cái cặp còi Của hãng Samsung quý vị và các bạn Còi nhỏ nè Cái còi này thì 16 ôm in xe băng Cái đường kính của còi này là 7cm 7,5cm mấy còi này là kêu rất là hay nha quý vị các bạn quý vị nào chơi toàn giải á, hay là lo nhà mình đang thiếu chép á, thì chơi cặp này giá 1 triệu tư bao xếp Còn đây là cặp còi Bill nữa Cặp còi Bill nữa thì cặp cầu này là bằng gan cặp còi bằng gan thì đường kính của nó là 7 cm cái vòng tròn á. Còi xin nha quý vị và các bạn. Giá 1 triệu 8 000. mấy cặp còi gan bây giờ giá nó rất là mắc nha quý vị, thông cảm nha. Mắc mà không có hàng nữa chứ không phải là mắc mà có hàng đâu. Rồi, ở đây là một cặp lò chung. Lò chung này đường kính là từ đây qua đây là 11,5, đây qua đây là 10 đây qua đây là 10 14, từ đây qua đây. Đó thì nói chung là mấy cái lo này á, là 12 đồ này nó bắt được hết nha quý vị và các bạn lo chung này dạng chung toàn giải á, nó mũi nhôm luôn nè còn một cặp nó là 15 ôm in xe băng zin nguyên bản màn giấy mũi nhôm gần tẩm dầu thì cái lo chung này là giá 1 triệu 6 bao ship đó, ở đây là cặp uh, lô chung của xanh xuôi Cái lô chung này là đường kính 13 13 Từ Aniko từ móng ngựa 900.000 bao ship Rồi Một cặp bát 30 Từ uh, Aniko từ móng ngựa Từ Aniko từ móng ngựa ZIN nguyên bản Batch 30 bát đẹp Màn giấy Gân vải à. bát đẹp nha quý vị đó quý vị quan sát bát rất là đẹp giá 2 triệu 6 bao ship Đồ bát đẹp 2 triệu 6 bao ship rồi bên đây là một đô bát uh, 35 đường kính 35 cũng của hãng xăng Xôi màn giấy gần vải tấm dầu màn giấy gần vải tấm dầu bát 35 cái đôi bát này rất là nặng nha củ từ nó khoảng 16cm đó. xin bán trăm trăm cho quý vị luôn không có đụng chạm gì hết cái đôi bát này thì con rất là lớn rất là nặng mình bán 3 triệu không bao ship quý vị nào muốn bao ship thì cho xin thêm 200.000 nha cái này nó rất là nặng mình bao ship không nổi cái này mười mấy ký luôn rồi. rồi đóng một cái thùng nó rất là to đó còn uh, tất cả các mặt hàng ở đây thì uh, việc đã báo giá chuẩn quý vị và bạn uh, thông cảm đừng có xin giá chuẩn nha và đừng có trả giá nữa việc xin cảm ơn quý vị hẹn gặp lại quý vị ở những video sau xin chào quý vị và các bạn